để đảm bảo cho mọi người. Vâng, đề nghị quý vị giả số 1 trang có ba đề cổ vũ cho ai mới ở dưới này rất đẹp. Vâng, ba đề luôn. Vâng, rất là đẹp đấy. Vâng, pha cho đây đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay.
toàn thắng, một keo và lần sức. Và cho Thanh Minh có người vào phá. Vâng, cho Thanh Minh được tiếp tục tiếp theo. Nai Đô Lập đã thắng một keo và cho Thanh Minh tiếp tục gặp con người tiếp theo. Chúng tôi xin tôn trọng giới thiệu Phú Tôn phải trọng tài là Đô Lập, Thái Nguyên đã thắng một keo và bên trái trọng tài là Xuân Thanh Minh xin vào phá. Vâng, đại diện quý khán giả Xuân Thanh Trang có trái đội để cổ vũ cho hai đội đội này rất đẹp. Vâng, quá đẹp luôn. Vâng, rất là đẹp lắm. Vâng, pha cho đây đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Và hai đôi bắt tay thân mật. Thank you.
và toàn thắng trong các vật vừa rồi. Đây là gì ở Tân Hòa đấy? Bà con theo dõi, cô lãnh đạo chúng tôi không được tập trọng thông báo. Rồi bộ, phía bên phải trọng tài là sân Thái Nguyên và bên trái trọng tài mang màu đỏ là sân Tân Hòa, sân Bà Phá. Ở đây là trọng tài đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.